Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Toku VN Media Team. Tạm gác là những sản phẩm thuộc dòng đồ chơi Toku Satsu. Ngày hôm nay, hãy cùng mình quay ngược thời gian đến với một series anime đầy hoài niệm với những cuộc hành trình cùng với những sinh vật đến từ thế giới kỹ thuật số thông qua bộ sản phẩm Complex Selection Animation Digivice thuộc dòng phim Digimon Adventure. Digimon Adventure là câu chuyện kể về những đứa trẻ được chọn, phiêu lưu ở thế giới kỹ thuật số, đồng hành cùng các Digimon là những sinh vật sống ở thế giới này. Sản phẩm được làm dựa trên phần phim Digimon Adventure Tri phát hành năm 2015, mang nội dung sau khi những đứa trẻ trưởng thành. Cả hai hộp đều là sản phẩm giới hạn, nên ngoài hộp chính sẽ có thêm lớp các tông bên ngoài. Cả hai hộp có kích thước nhỏ nhắn, với hộp CSA Digivice sẽ là hình ảnh của Agumon trên nền xanh. Còn hộp của CSA Digivice Tri Memorial là hình ảnh của Omegamon trên nền trắng. Trước mặt của các bạn bây giờ chính là CSA Digivice và CSA Digivice Tri Memorial. Được phát hành cùng năm phát và kết thúc với phần phim Digimon Adventure. Đây là chìa khóa bước vào thế giới thuật số, cũng là thiết bị kết nối giữa con người và các Digimon, giúp các quái thú ảo để nhanh quá trình tiến hóa trong lúc chiến đấu. Ngoại hình dựa vào thiết kế từ phần phim thuộc năm 1999 với màu chủ đạo là xanh nhạt và trắng đục. Xanh đậm ở các nút nhấn, phần anten được làm bằng kim loại. Ở phiên bản Memorial, nổi bật hơn với những đường kẻ xanh metallic ôm trọn chiếc máy này. Cả hai thiết bị có in dòng văn tự của thế giới kỹ thuật số, dịch ra là Digital Monitor. Phần rìa của màn hình có thiết kế giống như bao mạch bao xung quanh. Trước tiên, hãy cùng mình tìm hiểu sâu hơn về CSA Digivice phiên bản 2015. Sản phẩm gồm thoại của các Digimon. Kích hoạt bằng cách nhấn nút bên phải để chọn Digimon mình muốn, lần lượt là Agumon, Gabumon, Piyomon, Tentomon, Parumon, Gomamon, Patamon và cuối cùng là Tailmon. Màu đen sẽ phát ra tương ứng với màu của các Digimon mà ta chọn. Sau đó nhấn nút thoại. Các câu thoại sẽ lần lượt được phát theo trật tự nhất định. Đầu tiên, Digimon sẽ gọi tên của partner. Kế đến là sử dụng tuyệt chiêu. Tiếp theo là ba câu thoại tương tác của Digimon với partner tương ứng. Thiết bị còn được trang bị thêm hai bài BGM là Brayhead và Butterfly. Chúng ta chỉ việc nhấn nút bên dưới. Do vấn đề bản quyền nên nhóm hạn chế thao tác bài Butterfly. Điểm sáng giá nhất của sản phẩm chính là tái hiện lại sự tiến hóa của Digimon giống hệt phim. Mỗi Digimon sẽ có 3 bậc tiến hóa. Để thực hiện, ta buộc phải mở BGM lên. Nhấn nút thoại lần lượt sẽ ra tên của bậc hiện tại cùng cách thức tiến hóa. Sau đó tên của dạng tiến hóa thông báo tiến hóa đã thành công. Đối với lần tiến hóa thứ 3 thì nhảy vọt từ dạng trẻ con lên thẳng cùng cực và tiến hóa Warp. Đặc biệt hơn, chỉ có Agumon và Gabumon có thêm bậc cao hơn, Omegamon. Nếu chỉ bật BGM đơn thuần, người chơi sẽ thấy hiệu ứng đèn LED nhấp nháy khớp với từng nhịp của bài hát. Quả thực vô cùng phấn khích, từ thính giác cho đến thị giác. Khi để thiết bị chờ trong khoảng thời gian nhất định, sẽ có âm báo. Sau đó nhấn nút để nghe được thoại của Digimon mà ta đã chọn trước đó. Tiếp theo, hãy cùng mình tìm hiểu về CSA Digivice Tri Memorial. Được phát hành sau vài tháng kể từ chương cuối Digimon Adventure lên sóng. Hình dáng và kích thước tương đồng với phiên bản trước, khác biệt chỉ ở màu sắc. Đối với phiên bản này, chỉ còn 3 Digimon. Thay vào đó là sự xuất hiện của cặp đồng đội gồm Yagami Taichi và Agumon, Ishida Yamato và Gabumon, hai nhân vật mới Mochizuki Meiko và Mikomon. Sơ lược về bộ đôi nhân vật mới Mochizuki Meiko cũng như những đứa trẻ được chọn, sở hữu một Digivice và một đồng đội Digimon, Meikomon. Đây là nhân vật nắm vai trò chủ chốt trong mạch truyện Digimon Adventure Tri.
Còn muốn biết rõ vai trò của bộ đôi này thì hãy trải nghiệm qua phần phim nhé. Chúng ta vẫn sử dụng nút bên tay phải để chọn bộ đôi nhân vật như mình đã liệt kê. Màu đen sẽ hiển thị ra tương ứng. Rồi sau đó nhấn nút thoại. Thoại lần này sẽ xen kẽ giữa Digimon và Partner, gần như không có trật tự cụ thể như ở phiên bản 2015. Các câu thoại là những diễn biến xây dựng tình cảm, mối liên kết như ở phần phim. Bản Try Memorial vẫn được trang bị thêm hai bài BGM Rayhurst và Butterfly. Tuy nhiên, Rayhurst có thêm lời và phần giai điệu của cả hai có phần chậm hơn so với phiên bản trước đó. Về cách thức tiến hóa cũng tương tự như Digivice trước. Ấy thế, đèn LED lại hiển thị tốt hơn, thời gian duy trì cũng lâu hơn. Hơn hết, ở lần tiến hóa thứ 3, chúng ta đã có thể tiến hóa liền mạch các cấp từ Metagreymon lên Quirkgreymon. Đặc biệt hơn, khi đã tiến hóa đủ Agumon và Gabumon lên cùng cực, Omegamon sẽ xuất hiện nếu là tiếp tục tiến hóa một trong hai. Trường hợp ngoại lệ, Megumon không có tiến hóa mà chỉ có gào thét trong đau đớn. Mặc dù sản phẩm đã phát hành đã lâu, nhưng khi thực hiện lại dự án này, bản thân mình vô cùng phấn khích, hệt như những ngày đầu tiên cầm những sản phẩm này trên tay vậy. Được lắng nghe lại các câu thoại của Digimon sau khoảng thời gian dài vắng bóng, khiến mình như được hóa thành những đứa trẻ được chọn, đồng hành, phiêu lưu và chiến đấu cùng các Digimon. BGM Butterfly được remaster ở bản Try, mang âm sắc tươi mới, nhịp điệu du dương, tạo cảm giác như cô động lại trong ký ức của người nghe. Đây thực sự là sản phẩm đáng có trong bộ sưu tập đối với ai là fan của dòng Digimon Advent nói chung và Digimon nói riêng. Ngoài ra, ở mỗi sản phẩm còn đi kèm một bót cạc vô cùng giá trị, như mình xin giữ riêng cho bản thân nhé. Và đó là tất cả những gì mình muốn giới thiệu với các bạn thông qua sản phẩm lần này. Cũng từ đây, mình hy vọng các bạn đã hiểu thêm phần nào về Digimon. Nếu các bạn có theo dõi thông tin, thì vào ngày 27 tháng 10 sắp tới, sẽ có sự trở lại của những đứa trẻ được chọn thế hệ thứ hai. Hãy cùng mình chờ đón nhé. Nếu thích, hãy để lại một like cũng như subscribe cho nhóm. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.